Văn Toàn ký hợp đồng gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Olympic Việt Nam, Olympic Iran chờ đợi bất ngờ. Thử thách khó cho tuyển Olympic Việt Nam. Văn Toàn ký hợp đồng gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Ngày 20 tháng 9, câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã ký hợp đồng với 8 cầu thủ để chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có bom tấn chuyển nhượng Nguyễn Văn Toàn. Ngày 20 tháng 9, câu lạc bộ Nam Định ký hợp đồng với 8 tân binh, trong đó có nhiều cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao như vua phá lưới V-League 2023, Rafaelson, Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Kiên hay Lý Công Hoàng Anh. Những sự bổ sung trên nhằm gia tăng sức mạnh hàng công, giúp câu lạc bộ Nam Định đáng xem hơn ở mùa giải tới. Trong số này, Nguyễn Văn Toàn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Tiền đạo sinh năm 1996 quê Hải Dương vừa kết thúc sớm mùa giải hạng 2 tại Hàn Quốc và chia tay câu lạc bộ Seoneland sau một năm gắn bó. Chuyến xuất ngoại của Văn Toàn ban đầu có nhiều tín hiệu tích cực khi anh được trao cơ hội ra sân và thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, chấn thương khiến tiền đạo Việt Nam phải quen dần với vai trò dự bị. Trở lại V-League, Văn Toàn có nhiều đất diễn hơn để thể hiện năng lực của mình. Theo nhiều nguồn tin, Văn Toàn đầu quân cho câu lạc bộ Nam Định với bản hợp đồng kéo dài 2 năm, mức lương trên 90 triệu đồng một tháng và phí lót tay không dưới 5 tỷ đồng một mùa. Đây là mức đãi ngộ thuộc top cao nhất V-League. Tại V-League 2023, Nam Định xếp hạng 5 chung cuộc. Sự hụt hơi và những trận đấu thiếu lửa của đội bóng Thành Nam giai đoạn cuối khiến khán giả nuối tiếc, thất vọng. Với sự bổ sung hàng loạt ngôi sao, lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định hy vọng sẽ kéo khán giả trở lại sân và đạt thành tích cao hơn ở mùa giải tới. Olympic Việt Nam, Olympic Iran chờ đợi sự bất ngờ. Đội tuyển Olympic Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19 khi vượt qua đội tuyển Olympic Mông Cổ 4-2 ở trận đấu khai mạc. Dù vậy, để vượt qua vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần tích lũy thêm điểm số ở cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Olympic Iran. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 18:30 trên sân vận động Liping Sports Center, Trung Quốc. Trong khi đó, Olympic Mông Cổ khó cản nổi bước Olympic Ả Rập Xê Út. Ở trong khuôn khổ bảng B ASEAN 19, vào lúc 15:30 cùng ngày, Olympic Ả Rập Xê Út sẽ gặp Olympic Mông Cổ. Sau thất bại trước Olympic Việt Nam, cơ hội đi tiếp của Olympic Mông Cổ gần như là bằng không khi họ phải đối đầu với Olympic Ả Rập Xê Út với Olympic Iran ở hai lượt đấu cuối. Với đội hình được đánh giá có chất lượng vượt trội, nhiều khả năng Olympic Ả Rập Xê Út đánh bại Olympic Mông Cổ để giành trọn vẹn 3 điểm, tạo ưu thế trước trận đấu cuối cùng với Olympic Việt Nam. Cùng với Olympic Ả Rập Xê Út, Olympic Iran là đối thủ chính cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng B với Olympic Việt Nam. Là thế lực của bóng đá châu Á, nhưng tại vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2024, U23 Iran bất ngờ thua 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận đấu cuối cùng nên không thể giành vé đến Qatar dự vòng chung kết. Đây là lần thứ hai bóng đá Iran không vượt qua vòng loại U23 châu Á sau khi không có mặt ở vòng chung kết năm 2018. Vắng mặt ở vòng chung kết năm nay đồng nghĩa U23 Iran không thể cạnh tranh suất dự Olympic Paris năm 2024. Để xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ, đội tuyển Olympic Iran quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại ASEAN 19. Quy định của ban tổ chức ASEAN 19 cho phép mỗi đội đăng ký 22 cầu thủ, nhưng Olympic Iran chỉ đăng ký 16 cầu thủ. Huấn luyện viên Reza Anayati mất ít nhất 6 cầu thủ do chấn thương, không thể nhập cảnh và do câu lạc bộ trong nước không cho cầu thủ tham dự bởi phải thi đấu tại đấu trường AFC Champions League. Tuy nhiên, trong danh sách dự đại hội của Olympic Iran vẫn có những cầu thủ đáng chú ý. 4 cầu thủ thi đấu ở hai cánh của đội bóng này gồm Jafari cùng Eslami bên cánh trái và Tuanian cùng Majidet bên phía cánh phải có tốc độ, lên công về thủ và hỗ trợ cho nhau hiệu quả. Ngoài ra, thủ thành Hoshe Hosheini, giàu kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia Iran, từng mất 2 trận tại World Cup 2022. Ở trận giao quân, đội tuyển Olympic Iran hòa không đều trước Olympic Ả Rập Xê Út. Thầy trò huấn luyện viên Reza Anayati chủ động kiểm soát bóng để Olympic Ả Rập Xê Út lùi sâu về phía phần sân nhà. Các phương án tấn công của Olympic Iran thiên về mặt sức mạnh dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Đối đầu với đội tuyển Olympic Iran sẽ là thử thách khó khăn cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Dù vậy, đây là thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần thể hiện tinh thần quyết tâm để vượt khó. Đội tuyển Olympic Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hơn Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út 2 điểm, nhưng cục diện nhiều khả năng thay đổi ở hai lượt đấu còn lại. Do bảng C còn hai đội, Syria và Afghanistan bỏ cuộc, nên Uzbekistan và Hồng Kông Trung Quốc trở thành hai đội đầu tiên đi tiếp. 4 suất đi tiếp dành cho những đội xếp thứ 3, vì thế chỉ xét trên 5 bảng đấu còn lại. Tuy nhiên, vì 5 bảng này có bảng D có 3 đội, nên khi xét thành tích các đội xếp thứ 3, kết quả thi đấu với đội cuối bảng bị hủy nhằm đảm bảo công bằng. Điều này đồng nghĩa kết quả của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Olympic Mông Cổ bị hủy trong trường hợp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xếp thứ 3, còn Olympic Mông Cổ xếp cuối cùng khi vòng bảng khép lại. Vì thế, để cạnh tranh tấm vé đi tiếp, đội tuyển Olympic Việt Nam cần thêm điểm số ở trận đấu với Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út. Trước Olympic Iran được đánh giá cao hơn, thi đấu phòng ngự phản công là chiến thuật hợp lý với Olympic Việt Nam. Trong chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ, bên cạnh các pha phối hợp nhanh, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có những đường chuyền dài chính xác, mở ra cơ hội ghi bàn thắng. Điều này cần được phát huy ở trận đấu tới. Dù vậy, trước khi nghĩ đến việc ghi bàn, đội tuyển Olympic Việt Nam cần hạn chế những sai số ở hàng phòng ngự. Ở trận giao quân, ngoài việc để thủng lưới vì mất tập trung, các cầu thủ Olympic Việt Nam thiếu tỉnh táo khi đã dẫn bàn đối thủ, dẫn đến những việc thẻ vàng không đáng có.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Olympic Iran khi sớm thay tối đa 5 cầu thủ ở trận ra quân, tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi. Hiện Khuất Văn Khang, Đức Anh, Đức Việt, Đình Bắc, Thanh Nhân sẵn sàng ra sân. Ngoài ra trên hàng công, Quốc Việt, Nguyên Hoàng ghi bàn là tín hiệu tốt trong trường hợp Nhâm Mạnh Dũng không thể thi đấu. Olympic Iran là đội bóng mạnh nhưng giành điểm trước đối thủ này không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đối với đội tuyển Olympic Việt Nam. Người hâm mộ chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triển khai đấu pháp hợp lý, gây bất ngờ cho đội bóng đến từ Tây Á để tiến thêm một bước trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ngoài bảng B, cùng ngày các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận đấu thứ hai ở bảng đấu còn lại lần lượt diễn ra gồm Ấn Độ, Bangladesh, Kuwait, Bahrain, Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Triều Tiên. Trong số các đại diện Đông Nam Á dự giải, Olympic Indonesia đứng trước cơ hội lớn vượt qua vòng bảng. Ở lượt trận đấu đầu tiên, đội bóng xứ sở vạn đảo thắng 2-0 trước Olympic Kyrgyzstan. Ở lượt trận đấu thứ hai, Olympic Đài Loan Trung Quốc khó cản bước Olympic Indonesia. Thử thách khó cho tuyển Olympic Việt Nam. Ở lượt trận đấu thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19 diễn ra trên sân vận động Linping của Trung Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Olympic Iran lúc 18:30 phút ngày hôm nay. Chiến thắng trước Mông Cổ được xem là kết quả không bất ngờ đối với đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhưng để có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASEAN kỳ này, đội tuyển Olympic Việt Nam cần có kết quả khả quan khi so tài với hai đối thủ sừng sỏ lần lượt là Iran và Ả Rập Xê Út, hai ứng viên hàng đầu tranh tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ASEAN 19. Hai lần bị thủng lưới trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã bị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở về thái độ và sự tập trung khi thi đấu. Chiến lược gia người Khánh Hòa cho rằng Olympic Việt Nam là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất giải đấu này, non kém kinh nghiệm thi đấu nên không thể tránh khỏi những sai sót về mặt chuyên môn. Tuy nhiên ông Tuấn khẳng định muốn tiến bộ vượt bậc, nâng cao trình độ cá nhân thì mỗi cầu thủ cần biết cách tôn trọng đối phương, đánh giá đúng thực lực bản thân để tìm ra phương án thi đấu hiệu quả nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh thời điểm bắt đầu và sắp kết thúc trận đấu đều rất quan trọng, cần sự tập trung tối đa vì những sai sót xảy ra trong khoảng thời gian này sẽ dẫn đến việc thay đổi cục diện không thể sửa sai. Vì vậy ban huấn luyện đã dành nhiều thời gian để chấn chỉnh thái độ thi đấu của các học trò, cải thiện khâu phòng ngự cũng như tăng hiệu quả tấn công. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân lực, đấu pháp chiến thuật, đặc biệt là chú trọng khâu tăng cường thể lực, sức bền cho tuyển Olympic Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin các học trò sẽ chơi một trận đấu song phẳng, ngang ngửa và có điểm khi chạm trán Olympic Iran. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bày tỏ, dẫu biết giành một trong hai vị trí đầu bảng chung cuộc là thử thách rất khó khăn đối với đội tuyển Olympic Việt Nam, bởi Iran và Ả Rập Xê Út có trình độ cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng tại sao chúng ta không dám nghĩ là Olympic Việt Nam sẽ vào vòng trong một cách chính danh? Nếu không thua Iran và Ả Rập Xê Út ở hai lượt đấu còn lại, tuyển Olympic Việt Nam sẽ chắc suất vào vòng 1/8. Theo quy định của giải, khi xét các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, kết quả thi đấu ở đội cuối bảng sẽ không được tính. Trong bối cảnh 3 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ đi tiếp, việc giành một kết quả hòa trước Olympic Iran sẽ mở cánh cửa vào vòng 1/8 đối với Olympic Việt Nam. Tuyển Olympic Iran sở hữu lực lượng hùng hậu và có sự chuẩn bị chuyên sâu trước thềm ASEAN 19. Nằm cốt là những tuyển thủ đang thi đấu ở giải quốc nội, song đoàn quân của huấn luyện viên Reza Anahati được đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao vì sự đồng đều về mặt đẳng cấp, giàu kinh nghiệm và khá ăn ý khi thi đấu. Trước lượt trận đấu thứ hai, đoàn quân của huấn luyện viên Reza Anahati cũng tổn thất lực lượng khi mất ít nhất 5 cầu thủ vì nhiều lý do. Trong trận hòa trước Ả Rập Xê Út, Iran chỉ đăng ký 16 cầu thủ trong danh sách thi đấu. Trong khi đó, Olympic Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất, bao gồm nhóm cầu thủ trụ cột không thể thi đấu với Mông Cổ vì đau mắt đỏ như là Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài.